Xin chào thầy cô, bây giờ tôi xin làm một cái video hướng dẫn cách thiết đạt một số thuộc tính của quiz để biến một bài củng cố trên quiz trở thành một bài kiểm tra trắc nghiệm và có báo kết quả của học sinh về email của giáo viên. Đầu tiên các thầy cô sẽ mở một file PowerPoint ra, sau đó vào quiz. Chọn Grade Quiz. Sau đó chọn Properties. Rồi đầu tiên là chọn cái Main Properties. Cái đầu tiên đây là tiêu đề của bài. Ví dụ như lại là bài kiểm tra 15 phút chẳng hạn. Tiếp theo là đến kích cỡ thì mình nên chọn để mặc định. Sau đó là limited, tức là thời gian hoàn thành bài. Ví dụ thời gian hoàn thành bài của tôi là phải yêu cầu trong vòng 15 phút. Đó. 15 phút. Sau đó đến quiz score. Tức là cái phần này là sẽ hình thành hoàn thành bài tính theo điểm hay phần trăm thì mình để theo điểm. Và bao nhiêu điểm thì học sinh sẽ qua, thì bây giờ ta sẽ cho là 5 điểm đi, 5 điểm là qua. Đó. Sau đó là đến question, là câu hỏi, là đầu tiên là điểm cho một một câu đúng. Ví dụ như bài của tôi là làm 10 15 câu. 10 câu thì mỗi câu đúng là một điểm. Nếu mà bị sai thì có bị trừ điểm không, thì tôi để không. Sau đó đến chỗ này thì các thầy cô tích vào đây. Có nghĩa là một câu thì thời gian để trả lời cho câu hỏi là bao nhiêu. Đó. Tiếp tục đến cái question list. Thì cái này thì các thầy cô ấy là nếu mà tích vào đây thì có nghĩa là nó sẽ đảo câu hỏi. Nhưng mà mình quick thôi. Report. Thế thì khi khi làm xong thì kết quả này sẽ gửi vào đâu? Thì các thầy cô sẽ nhập email của mình vào. Thế. Và gửi về trong trường hợp nào? Thì trong trường hợp là tất cả cho dù là sai hay đúng đều gửi kết quả về cho tôi. Và sử dụng cái này vào kết quả đó. Đó. Nếu như các thầy cô tích vào đây thì nó sẽ gửi cả cái phần trả lời của học sinh cho, nhưng mà ta thì không cần, chỉ cần biết điểm là được. Đó. À, đó, sau khi thiết lập xong đâu đấy rồi thì sau khi thiết lập xong đâu đấy rồi thì ta tiến hành xếp nó lại, lưu lại. Rồi bây giờ ta bắt đầu là import. Ví dụ bây giờ ta tạo câu hỏi đầu tiên, ví dụ như ta tự gõ một câu hỏi vào, mà câu hỏi đó nó có cái dạng phức tạp như thế này, câu hỏi đó có dạng phức tạp như thế này, thì ta sẽ chụp cái phần này vào. Và cách chụp thì video trước tôi đã hướng dẫn rồi. Ta sẽ chụp vào, sau đó thì giờ ta chỉ việc gì, ta chỉ việc là chọn câu hỏi, sau đó là chèn tranh. Chèn đáp án. Sau khi ghi hình đâu đấy rồi thì các thầy cô nhớ chọn cái đáp án đúng. Đây là đồ thị đáp án đúng là hàm này. Các thầy cô sẽ tích vào. Sau đó các thầy cô sẽ viết feedback.
cái dòng này nếu mà các thầy cô không viết thì thôi, còn không thì viết phải cho điểm cho nó. Đây, mỗi câu đúng là được bao nhiêu điểm đây. Sau khi làm xong rồi thì slide view lên để chỉnh sửa lại nhìn cho nó đẹp. Đó. Sau khi làm xong rồi thì xếp nó lại. Tương tự như thế, các thầy cô sẽ chèn thêm một cái slide tiếp và làm tiếp đối với quy. Nếu các thầy cô lại không phải là chèn mà muốn gõ một cái câu hỏi bình thường. Thì các thầy cô, ví dụ câu hỏi có không chẳng hạn. Các thầy cô có thể gõ cái này vào. Làm chọn câu hỏi vào là bạn thích học toán không? Câu trả lời ở đây là có hoặc là không chẳng hạn thế. Thì các thầy cô có thể là đó, rồi cũng có thể feedback hoặc là không. Nếu các thầy cô viết cái dòng feedback để cho học sinh nó đọc được khi nó trả lời ở đây thì viết, còn không thì xóa đi. Đó là dòng kiểu thứ hai. Bây giờ lại thêm một cái slide nữa. Kiểu thứ ba là tôi có sẵn một danh sách các câu hỏi đây rồi. Và bây giờ tôi chỉ muốn là import sang luôn cái import sang luôn cái Word thôi, à sang luôn cái quiz thôi. Thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên tôi sẽ mở cái này ra, tôi vào My Tool, công cụ My Tool của Word, tôi vào Q2 W2Q. Rồi tôi cho mỗi câu là một bao nhiêu điểm đó. Sau đó tôi sẽ lưu lại cái bài này, lưu lại ở ngoài của mình đi. Lưu lại cái bài này, file này là file Excel nhá. Lưu lại và khi lưu thì viết tiếng Việt không dấu là câu trắc nghiệm rồi. Đó. Sau khi lưu xong rồi thì tôi thoát nó ra và tôi vào cái này tiếp, vào PowerPoint tôi lại mở quiz ra. Sau đó tôi sẽ vào cái mục import question. Tôi sẽ chọn đến cái tệp mà tôi vừa lưu đó, câu trắc nghiệm. Xong import. Khi import xong rồi tôi ok. Tôi có thể vào đây để tôi chỉnh sửa, hoặc xong rồi thì tôi xếp nó lại. Bây giờ tôi thử review lên xem kết quả của bài thế nào. Đây, bài 15 phút đây. Bây giờ tôi bắt đầu trả lời. Đó, như thế thì học sinh sẽ làm được và sau đó thì điểm nó sẽ báo về. Đó, như vậy đây là cả cái quá trình mà các thầy cô có thể